trẻ trung, năng động và yêu nghề. Kiên định và có ý chí sẽ ắt sẽ thành công. Lấy khách hàng làm trọng tâm. Hầu hết mọi người ở trong đội của em là các anh chị từ đài truyền hình, từ bên ngân hàng, tài chính, từ bên viễn thông họ sang. Họ có những cái kinh nghiệm về giao tiếp, những cái khả năng rất là linh hoạt. Cũng phải lập kế hoạch một cách gọi là rất là rõ ràng, từ mục tiêu năm đến mục tiêu quý đến mục tiêu tháng. Nếu mình không có cái mục tiêu lớn, mình không đặt ra cái mục tiêu lớn thì mình sẽ không thể nào mình hoàn thành được những cái mục tiêu đấy. Thử thách càng lớn, cơ hội càng nhiều.